Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp lần thứ 45. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà đã chủ trì phiên họp. Tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện thị thành phố. Phiên họp đã thông qua 9 dự thảo, báo cáo và tờ trình ở các lĩnh vực kinh tế xã hội như dự thảo tờ trình về kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 16 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023 đến hết năm học 2023-2024, dự thảo tờ trình về việc bổ sung điều chỉnh nghị quyết số 39 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 12 tháng 12 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Dự thảo tờ trình quy định chính sách hỗ trợ cho các tổ công nghệ số cộng đồng của các địa phương giai đoạn 2022-2023. Dự thảo tờ trình quy định chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Dự thảo báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh đánh giá cao các báo cáo và các dự thảo tờ trình được các sở ngành chuẩn bị có nhiều nội dung quan trọng và được chuẩn bị chu đáo. Đồng thời, cơ bản thống nhất các nội dung đã được các đại biểu đóng góp tại cuộc họp và đề nghị các sở ngành liên quan tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp để xây dựng các dự thảo nghị quyết phù hợp và sát với tình hình thực tế, nhằm đảm bảo khi được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua sẽ giải quyết tốt các khó khăn và vướng mắc mà địa phương đang gặp phải.